Mọi người trúng 8.000 mấy đây tiền đài mọi người. Bóc khói anh nghe kìa. Không nghe mọi người. Ồ nghe rồi, giờ mới nghe. Ồ dạ, hồi nãy không nghe. Đâu? Đây là kẹo hồ lô mọi người. Chỉ có bằng nói mới biết là nào giờ cái tưởng này nó bằng bột luôn. Đây là chùa Quan Công mọi người. Giống như ở chợ lớn mọi người, chùa Ông á, thờ Quan Công. Đang đi từ cửa sau vô. Bởi vì ở trước không có cho đồ xe nên phải đi từ phía sau vô. Chút nó bằng sẽ lên chứ bằng quay ngược lại cho mọi người coi cái phía từ phía trước của cái chùa Quan Công. Chị có bằng nói đây là chùa Quan Công rất là lớn, nổi tiếng ở Đài Loan mọi người. Rất là đông người nha. Còn cái này đi dễ bị lạc lắm nha. Ba mẹ chắc phải đi theo dễ lạc. Đông quá trời luôn. Quá trời đông người. À, đây là vô chánh điện rồi hả ta? À, đây là trong giống như kiểu chánh điện mọi người. Máy tầng tầng luôn. Đây là rồng. Ủa chanh châu đâu rồi? Châu đây nè. Con ở đây với bà nội nha. Hôm nay bằng thấy hình như cái chùa nào cũng có cái cột mà họ tạc cái hình con rồng rất là đẹp nha mọi người. Nhìn rất là tinh xảo luôn á. À, phía bên trần đẹp hơn. Đây là cái chánh điện thờ Quan Công mọi người. Bằng sẽ thử qua phía bên kia bằng cho mọi người coi. Ở đây tại có người ta đang đứng là đốt nhang. Đây chánh điện nè. Đông quá trời đông. Coi miếng rồng kìa, đẹp không? Nhìn tinh xảo quá ha. Gốm á, men á, men. Rồi nhìn cái những cái bức tượng nhỏ nhỏ nè em, qua đây nè. Tạc cái bức tượng nhỏ nhỏ quá trời luôn kìa, thấy không? Hai con rồng, chanh châu, lưỡng long chanh châu. Trên kia đấy kìa, trời coi kìa. Đúng không? Nhưng mà cái máy á, lúc nào nó cũng làm có dạng hình lồng đèn đi xuống phải không? Anh nghĩ cái nào nó cũng làm cái đây nè, đây nè. Nó làm cái hình lồng đèn. Đây là Ngọc Hoàng em ơi. Ngọc Hoàng, nãy bên kia cũng vậy.
公炮神哈，来，咱的拢是咱的现金到咱的脚踏车哦。Có, em có biết cái này. Ủa mà cái này là cái gì vậy hai? Cái này cái tháp đó. Tháp hả? Em thấy có đánh số trong đó đó. Không biết là cái gì. Họ đánh số từng ô một luôn. Đúng tháp đó là người ta cùng người ta xin xăm á, người ta dán vô tháp người nào xin. Đây là người ta trả lễ đây em. Người ta xin xong sang năm người ta đi trả lễ. Nó gọi là đi xin. Còn cái mình không có xin, hiểu không? Nếu mà mình xin thì mình phải đi trả. Đúng rồi. Em xin cái gì không biết. Nếu em bước vô cái đền hay chùa bất cứ cái gì nữa mà em xin thì năm sau em có nhiệm vụ phải đi trả. Chứ em không phải là em xin xong, hiểu không? Cái chỗ này là xếp hàng để vô giải sâm đó mọi người. Vô trong cái đền xin sâm xong rồi đây nồi giải sâm ở đây nè. Hai bên luôn rồi. Đây, cái bên kia nữa. Để giải sâm. Bây giờ bà chị của bạn đang dẫn qua đây để coi đốt pháo. Đốt pháo hả? Ở đâu đốt ở đâu? Này viên pháo hả? Ta cho hả? Nắm tay đi. Cậu viên pháo bự vậy hả? Ném vô đâu? Đây viên pháo đâu rồi? Ủa, mình ném vô đâu? À, lấy cây nhang hả? À, ném vô cái lỗ hả? Ném vô lỗ đó. Trời, cái lỗ ta lớn rồi sao ném vô được? Vậy hả? Đây, thử đây, em quay đi. Anh đang bấm quay rồi đó. Nghĩ sao mà lọt cái lỗ được? Anh chơi. Nếu lọt cái lỗ là ngon rồi. Sao mà lọt được? Cái lỗ chút xíu sao mà lọt? Nhưng mà có ai trúng không? Chắc có. Hả? Khả năng trúng thấp lắm. Hai năm ngồi lên cái xe ngựa bắn cung. À. Cái này mà bằng ghép lên đẹp lắm các bạn. Cái sản phẩm ghép lên đẹp lắm á.
qua cầu Bình An. À. Hay làm gì hả? Đi qua cầu Bình An lấy gạo đem về nhà. À. Lên núi mà lấy gạo đó. Đi qua cầu Bình An lấy gạo đem về á. À. Yeah. Cho con chơi này thử. Qua đây nè, qua đây nè. Đây là trò chơi ở chùa Quan Công mọi người. Nó đang đi mua đồng xu để bỏ vô. Bỏ vô. À rồi. Bắn lửa. Tiếp. Bỏ bi vô. Rồi, bắn mạnh lên. Mạnh lên. Kéo đi. Vô cái đèn đỏ mới được hả? Vô cái đèn đỏ này nè. Có ba cái đèn à. Bây giờ nó chạy chỗ khác rồi. Nó chạy nó ngừng chỗ nào. Rồi tiếp. Giờ còn có một bóng màu đó. Con bóng màu à. Rồi kéo đi, kéo tới trong này nè, vô kéo. Kéo đó là bóng này nè. Bao nhiêu mới đủ? Rồi qua anh kia lấy thú. Không biết được cái gì luôn. Các mấy anh được cái gì ta? Tự đâu qua đây hả? Con thích cái nào con chỉ đi. Không. Ở trên này con. Nó đồ chơi không? Nó đồ chơi nào? Ẩm lên coi thích nào. Ẩm lên này, cầm bạn ẩm lên hỏi coi thích cái nào con. Thích cái nào? Con thích cái nào chỉ ba coi. Cái đó là gì cái bàn tay vậy đúng không? Khai hoan gì cơ? À, cơ đi. Có khai hoan gì cơ? Cơ đi, khai sử, cơ đi hoan sang cơ. Khai tố sáu tiền, tố sử sao? Cái nào hay? Được hết lấy một cái. Có đồng hồ kìa, lấy cái đồng hồ đi. Hả? Con thích cái đồng hồ không? Nào. Cầm chúa rồi. Này hả? Rồi, lấy cho con. Lấy đó cho ai? Vô chỗ này luôn. Ơi, quá trời thiết tình này. Rồi, ba cái đồng hồ chúa rồi. Vô hả một câu thiết. Rồi, lấy gì kim ra. Lấy kim ra. Ủa, nó cứu mình cao luôn. Có người trúng hả? Có người trúng 8,000+ đây tiền đài mọi người. Tóc khói anh kia kìa. Cái nãy mà bằng chơi á mà không có trúng, bây giờ có người trúng mọi người. Rồi tuôn quá trời đông luôn.
Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô. Ở này trái cà chua mà. Ủa mà nó trái cà chua mày. Cái hồ lô đây này nè. Cái này hả? Ừ, cái này cà chua. Cái này dâu. Cà chua. Cà chua. Cái này là phan xẻ đó. Giá sao mày nó làm được. Mua. Có không lấy đâu. Mua thử cây hay. Mama. Mama. Ok, ăn giáo sư luôn mà các bạn. À hả? Ốc len với ốc hương đỏ. Cái này là trái lê đó hả? Lê đó. Cái này là trái hồng hay trái cà chua? Cà chua hả? Này trái lê hả? Ủa trái lê nhỏ xíu vậy hả? Cái lấy con chàng mình. Đây là kẹo hồ lô mọi người. Chị có bằng nói mới biết là nào giờ cứ tưởng này nó bằng bột không á, nhưng mà không phải, cái này là trái lê nha mọi người, trái lê nhỏ xíu à. Nè trái lê nè. Trái lê này nè. Hả? Ăn thử à. Ăn thử à. Cứng cái hả? Lắp đường mà. Cắn nha. Cứng lắm. Cắn không đó. Ừ. Cái mặn mặn. Có ăn hả? Không được. Ừ. Chua chua mặn mặn. Sặc luôn rồi. Chua chua mặn mặn. Ngon. Ngon. Nhưng mà tại mặn nó biết cắn cắn nhiều nó sặc. Mà biết cách ăn nó sặc. Nó lại cắt cát chua chua. Ừ. Cát chua. Tự nhiên đang gắn nó gì cái nước gì ra trong nó có cái nước. Sặc. Mà thử mà. À. Thử mà. Mẹ phải không? Cắn xíu rồi thử cho biết. Không, cái này không mất mình đâu mà cắn à. Cái đường nó giòn thiệt. Ủa cây vậy? Ngon ngon ngon, hai ngon nữa. Có ba đi ba. Trời ơi, giặt luôn. Ba, ba. Ăn cây luôn. Cái này sặc phải rồi. Cho ăn ăn. Nó mặn mặn rồi đấy. Tự nhiên, đẹp, mới vừa cắn vô xì nước ra. Ngon à. Ây da, ây da. Dính, dính đậu rồi. Cái này rưỡi mày lấy. Thử lại, thử lại. Lần đầu tiên ăn luôn á. Ngon quá. Cái đường nó ngon thiệt, cái đường nó giòn rụm mà. Không, con thích cái đường mà thích cái lê ở trong. Cái lê nó chát ngầm mà thích vậy. Chát nhưng mà ngon. Cái kiểu chát của nó không ăn, chắc không ăn được. Yeah. Ngon. Thôi đây. Đây. Trời ơi. Nó sặc liền quá. Nó uống à? Uống miếng luôn. Không, ra nhà lấy nước. Đây. Nó sặc tại vì mặn đang cắn cái thịt cái nước rồi. Đây, đang cắn cái thịt cái nước trong đó nghe em. Nó có biết anh tưởng là mềm giống như trong phim. Nào. Nào giờ cứ tưởng là cái hồ lô nó mềm mà giờ nó cứng nhắc à. Ở phía trước cái chùa này có một cái chợ mọi người. Cái chợ bán những cái món ăn của Đài Loan. Bạn sẽ đi quay thử cho mọi người coi. Đây là ổi. Giống ốc len ha. Ổi ốc len. Ở đây là lạp xưởng. Giống như thôi hân hiện ha. Ai cũng chào mình hết. Chăn nước sâm. Họ ghi tiếng Đài Loan không mà nên bằng cũng không hiểu là gì, giống như kiểu nước sâm vậy đó. Đây trái bắp này mọi người. Trái bắp hôm qua mà bằng nói mọi người á, cái bắp này nó lai giữa bắp dẻo của Việt Nam mình với bắp Mỹ, nó giòn rụm mà. Tàu thúi hả? Bây giờ chị có bằng dẫn vô lại coi lại mà mới biết chứ nãy mà đâu biết là tàu thúi. Không nghe mùi. Ồ nghe rồi, giờ mới nghe. Ồ dạ hồi nãy không nghe. Đâu?
nè, tàu thúi đó hả? Ồ, đây nghe mời, giờ mới nghe nè. Em nghe mùi không? Thơm hả? Yeah, thử không? Ừ, mua cho Ly cái đi. Mua. Yeah. Đây là món tàu hủ thúi nha mọi người. Thì chắc là chữ tàu hủ thúi. Chắc vậy. Hai. Coi chừng đó nè. Tàu hủ thúi hay chữ tàu hủ thúi. Cái này là họ chiên xong rồi. Không có hủ. Tàu thúi này. Tàu cái này là thúi à? Sau cái chữ này chữ thúi nè. Này chữ thúi hả? Đọc ngược lại hả? Ở cái này chữ thúi hả? Là thúi hủ tàu. Nó viết ngược mà em viết từ trái qua phải. Từ phải qua trái, từ phải qua trái. Mình là viết từ trái qua phải. Còn tiếng Hoa là họ viết từ phải qua trái. Không ở chân mày đâu ẩn được đâu. Để qua đây coi. Cái đây là họ chiên mọi người. Ồ, nghe cái mùi. Cái mùi chứ không? Nó không có chuối lắm. Nhưng mà nó nghe cái mùi hơi hơi hơi. Nhưng mà hai cái này cái mùi hơi đặc trưng. Ồ, cái nước sắc này là thơm cái gì? Canh quyết. Canh quyết hả? Canh quyết. Anh thấy ở Đài Loan này được cái rất là hay là cái bán những cái món ăn này nó bỏ cái hộp giấy hay luôn. Cái hộp này nó không có hại môi trường. Cái hộp này không hủy được. Còn hộp mà bằng nhựa như Việt Nam mình không có hủy được. Bên Mỹ mình cũng bán hộp nhựa mà. Không hủy được. Nướng có bao với đậu phộng. Cái này em có ăn rồi. Cái này nướng có nướng với đậu phộng. Dạ hả? Thử luôn hả? Dạ. Yeah. Này nó hấp quả đậu phộng với đậu thơm. Này bữa ăn rồi mà. Này nướng có bữa là một hộp này bao nhiêu tiền em? Là nhiêu? 45 ngàn tiền Việt hả? 45 ngàn tiền Việt. Rồi nướng nó chiên xong nó phồng ra ha. Có bạn không? Có bạn có mình ngồi ăn được không? Ở mình ngồi đi. Đúng không đi? Đi trên cho. Đi. Tại sao hề? Ô, họ chọt lủng cái lỗ xong họ bỏ gì vô nữa đó? Tương với tỏi. Tương với tỏi hả? Nó tỏi với bà. Tỏi với tương. Cái này là Thao thai. Thao thai. Bắp cải. Bắp cải của mình á. Đúng rồi. Dạ. Ồ, cái cải này thơm quá ta. Ngâm như có gừng hay gì bên ngoài mà thơm lắm luôn á. Gừng với giấm với đường. Gừng với giấm với đường. Cơ bò chín rồi. Món gì vậy? Bên đây là sườn chiên. À, sườn chiên. Sườn chiên. Sườn lăn bọt xong chiên giòn. Muốn ăn thử này luôn không? Được rồi, để em mua cho để nó ha. Đây là sườn chiên giòn. Sườn non, lăn bọt chiên giòn. Ok. Tất cả các hào tình của chị đó. Ờ, tôi yêu phần. Chung cho họ. Ngồi đi mẹ. Yeah. Nè, của mình đang. Tàu hủ thúi. Còn mua thử phần sườn non nè. Có sườn non nữa hả? Họ nói gì hay? Họ nói gì? Ăn không mặn thì bỏ muối tiêu thêm. Bỏ muối tiêu cho mình, nó kêu mình ăn luôn chắc. Thích, phải thích. Thích. Hay là bây giờ bằng ăn thử lại cái món tàu hủ của mình. À dạ hả? Ăn đi mua khoai lang chiên cũng như nè. Ăn sắp xếp rồi để ăn luôn được. Là sườn non chiên giòn. Sườn non chiên giòn. Bông nhúng bột nè. Thì nó nhúng bột nó mới chiên nha. Nhúng bột chiên mới giòn nổi. Sườn heo hả? Sườn heo hả? Sườn heo á. Đồ ăn sườn cọng heo á ba. Nè phải bột. Có nhúng cháo. Bữa nay ăn à. Không có bột nữa con ơi. Nếp mà cốm nó gọi là cốm. Cốm hả? Nó giống như cháo mà cháo ăn liền của mình á. Không ai cháo gì. Cái đó bột cốm á. Cho miếng tương vô hay chấm ăn hay. Tương tươi nè. Cái này tương ớt nha. Ừ, được. Cho đây miếng thôi, miếng này đi chấm. Cái đâu cháo này lỏng hả? Đó, chấm gì nè. Cái này chấm muối tiêu. Muối tiêu hả? Ừ. Ý là bởi vì mình ăn nguyên chấm thử cái ngon rồi, mua rồi chấm muối tiêu. Ngon mà. Ngon.
À, đâu? Ngon không bạn? Cái này là khoai lang chi, khoai lang. Cái gì? Khoai lang mà nó làm mình bột rồi nó xay nhuyễn nó làm. Khoai nóng nó chờ nha. Đó, một tiếng khoai lang, tiếng khoai lang già. Trời, khoai lang mới làm kỳ công vậy trời. Ờ, cục cục nó chiên. Nóng quá con, để trộm ba để nguội rồi ăn, để nguội. Trộn với bột các bạn. Trời, có mồi. Cái này con ăn cái chỗ mà có lầm ăn thử kiểm định là phải là thuốc không? Nè em, thử đi. Đây. Ừ. Cái này là nóng quá nha con. Đúng rồi. Mà nó ngon hơn nhiều. Nó làm rất là mặn mà luôn á. Rất là ngon. Nóng. Nóng hả con? Nóng. Nóng ha. Để xíu. Ngon mẹ. Ớt cũng có mùi gì hương nữa không mà. Ngon. Nè này còn cây sườn nè. Còn cục sườn, còn cục sườn. Mặn. Cái này nó ớt tại chỗ. Cục sườn. Mặn đậm đà. Bỏ vô thau nó trộn. Không có bỏ bột nhiều nó bỏ như bột cà bắp vô bột. Nó bổ phủ vậy đó. Thử bà. Ớt tại chỗ. Nóng à. Nóng á. Ngon á. Tàu xuống ngon thiệt. Không, cái này anh ăn cá hồi hôm qua hai con em nó ngon lắm. Sườn non chiên giòn. Ừ. Có cục xương. Chúng ta đồ ăn bên đây làm ăn ngon hả bạn? Ngon á. Cái hương vị ngon. À, đâu có khó ăn đâu. À, miếng cá hải ăn cắn đi, ngon lắm. Quá lạ. Nay ăn rồi, nay ăn ngon lắm. Nay ăn thử cái này đi anh. Thôi, ngon. Để con mít ăn quyết. Cái đó mít ăn quyết. Cái này cũng ngon. Nghe là phải lan. Nó xay nhuyễn ra xong rồi do lại viên giống như hồ lô à. Ở ngoài nó cứng giòn và ở trong nó mềm. Ở trong nó mềm mà nó thơm mùi khoai lang lắm nha. Ở trong nó bùi ngon luôn á. Hay ghê. Ờ. Ngon ghê. Món này ngon không em? Cái này nè, vàng ơi. Ở ngoài nó giòn mà ở trong nó bùi ngọt ngon lắm. Ờ, nhưng mà làm bằng khoai lang hết luôn á. Ở trong nó bùi ngon ghê không? Ừ. Ngon ha. Đã ghê. Ôi trời. Giờ tới khoai lang tím. Nè. Chết rồi, mất nửa cục à. Ở trong nó có cái gì giống như đậu đen hay ơi. Đậu đen đúng không? Ở trong cũng có đậu đen. Nào không có đậu đen. Tím thì nó có đậu đen. Sống bên đây mà kỳ đậu đen là không được à. Đâu, bóc luôn đi, rớt á. Ừ. Trời ơi, ngon quá.